Hơn 50 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, các thế hệ cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân luôn bám sát đơn vị, thực tiễn chiến đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống, trung thành vô hạn, đoàn kết kiên cường, chủ động sáng tạo, góp phần quan trọng vào những thành tích vẻ vang và sự lớn mạnh của Bộ đội Phòng không Không quân anh hùng. Đặc biệt, những năm gần đây, Cục Kỹ thuật đã chủ động tham mưu, đề xuất với quân chủng và cấp trên nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, kỹ thuật, tạo chuyển biến toàn diện trong hoạt động của ngành kỹ thuật Phòng không Không quân, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng quân chủng tiến thẳng lên hiện đại. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Cục Kỹ thuật Quân chủng đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Công tác kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sức mạnh chiến đấu của quân chủng. Chúng tôi rất vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội trao trọng trách xây dựng quân chủng tiến lên hiện đại. Trong 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, ngành kỹ thuật quân chủng phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy tốt năng lực của các chuyên ngành tổ chức tiếp tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đã góp phần lớn vào hoàn thành nhiệm vụ quân chủng trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, và đặc biệt là đã tham gia binh chủng hợp thành trong hai chiến dịch của biên giới phía Bắc và Tây Nam. Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào vũ khí tài trang bị, ngành kỹ thuật chúng tôi phải xác định đi trước một bước để tổ chức khai thác và làm chủ vũ khí tài trang bị kỹ thuật, góp phần tốt hơn vào khả năng sẵn đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ ngành thuật quân chủng chúng tôi ý thức rõ ràng, tự lực tự cường, xác định sức mạnh nghề chính, tích cực chủ động bằng nhiều biện pháp, nhiều giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, Bảo tàng Phòng không Không quân tổ chức triển lãm chuyên đề Công tác kỹ thuật với sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tư liệu hiện vật với 6 phần chính, trong đó có nhiều tư liệu hiện vật, hình ảnh trưng bày thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đối với công tác kỹ thuật Phòng không Không quân, công tác kỹ thuật trước năm 1963 đến giai đoạn hiện nay và những phần thưởng cao quý mà ngành kỹ thuật quân chủng đã đạt được. Công tác kỹ thuật có một vai trò vô cùng quan trọng trong các cái công tác bảo đảm, trong các cái hoạt động chiến đấu. Quân chủng Phòng không quân từ khi được xây dựng, phát triển, trưởng thành cho đến nay thì luôn luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm để xây dựng quân chủng là một quân chủng kỹ thuật hiện đại. Chính vì thế công tác kỹ thuật vô cùng quan trọng đối với mọi hoạt động. Đó là nhiệm vụ trung tâm của quân chủng Phòng không quân. Đối với tổ chức triển lãm lần này thì chúng tôi cũng rất là mong để mà mang tới giới thiệu cho công chúng biết và hiểu rõ được hoạt động kỹ thuật của quân chủng Phòng không quân trong mấy chục năm qua. Và để cho công chúng hiểu rõ cả một cái quá trình là xây dựng, phục vụ chiến đấu, trưởng thành của ngành kỹ thuật quân chủng Phòng không quân đã đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các cái chiến thắng mà quân chủng Phòng không quân đạt được, bộ đội Phòng không quân đạt được. Các hiện vật đang làm chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại. Tham quan triển lãm, mỗi chúng ta có thể hình dung khái quát về quá trình ra đời, xây dựng, phục vụ chiến đấu, trưởng thành. Những chiến công của bộ đội Phòng không Không quân làm công tác kỹ thuật, tinh thần đoàn kết, ý chí sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách của các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân viên ngành kỹ thuật quân chủng Phòng không Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào những chiến công vang dội của bộ đội Phòng không Không quân, qua đó tiếp tục khơi dậy bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Phòng không Không quân ưu tú, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Thưa đồng chí, là so với các triển lãm trước, chúng tôi thực hiện các triển lãm nhân các cái dịp kỷ niệm của đúng ngành, đúng lực lượng. Ví dụ triển lãm về báo cao xạ, triển lãm về bộ đội tên lửa hay bộ đội không quân. Nhưng riêng lần này, đây là lần đầu tiên quân chủng Phòng quân tổ chức một triển lãm ngành về ngành bảo đảm. Ngành bảo đảm kỹ thuật của một quân chủng kỹ thuật hiện đại.
có một cái vị trí rất là lớn đối với tất cả các cái hoạt động chung của quân chủng. Chính vì thế có một cái ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không quân cũng như thế hệ trẻ hiểu được quân chủng phòng không quân hiện đại như thế nào, đảm đương một sứ mệnh cao cả mà đảng mà nhà nước đã giao cho như thế nào, mà lực lượng kỹ thuật đã làm tốt, thực hiện xuất sắc các cái nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các cái hoạt động của quân chủng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các đơn vị tiền thân của lực lượng không quân, pháo cao xạ được thành lập. Các đơn vị bảo đảm kỹ thuật cũng từ đó được hình thành, làm nhiệm vụ tiếp nhận, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật cho các lực lượng trong chiến đấu. Ngày 25 tháng 9 năm 1966, đến thăm xưởng sửa chữa máy bay vận tải A-33, quân chủng phòng không không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, các chú làm công tác khoa học kỹ thuật phải cố gắng học văn hóa, phải thực sự đoàn kết nhất trí trong đơn vị, phải nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật thì sửa chữa máy bay mới tốt, tránh được sai sót phục vụ chiến đấu thắng lợi. Thấm nhuần sâu sắc những lời huấn thị của người, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành kỹ thuật phòng không không quân đã đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ cái khẩu kỹ thuật đầu tiên mới là khẩu 6 bom 7 ly, cái thời kỳ mà đánh Điện Biên Phủ mới có 6 bom 7 ly, thế nhưng mà ta cũng đã bắn được rơi máy bay địch và để bảo đảm được cho cái chiến thắng của chiến dịch, mình phải kịp thời như tinh thần của bác nêu lên là bây giờ giải phóng miền Bắc rồi ấy, là trước đây ấy, thì ta chỉ có đêm và chỉ có rừng núi thôi. Bây giờ là ta đã giải phóng miền Bắc cho nên có trời biển, có đủ cả rồi. Thì bây giờ là phải làm thế nào mà xây dựng cái lực lượng để mà bảo vệ. Như vậy là đến năm 63 thì coi như là ta thành lập được mấy cái binh chủng. Đó là binh chủng radar, binh chủng không quân, binh chủng tên lửa, binh chủng cao xạ. Như thế là bắt đầu là coi như là thành ra một cái quân chủng mà có đủ 4 binh chủng kỹ thuật đấy. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ nhân viên làm công tác kỹ thuật luôn bám sát đơn vị và chiến trường, bảo đảm kỹ thuật cho các lực lượng phòng không không quân ba thứ quân trong thế trận chiến tranh nhân dân đối không. Từ bảo đảm hệ số kỹ thuật tốt, hệ số chiến đấu cao nhất cho quân chủng, đến nghiên cứu chống chiến tranh điện tử, quyết tâm vạch nhiễu tìm thù, nghiên cứu đánh máy bay B-52, đưa radar K-860 vào trung tâm đài điều khiển tên lửa, lắp hệ thống cầu cho máy bay Mi-6, góp phần cùng với các lực lượng đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, mà đỉnh cao là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua buổi triển lãm về công tác kỹ thuật với sự nghiệp bảo vệ bầu trời tổ quốc của quân chủng phòng không không quân, đối với tôi là một người chiến sĩ trẻ, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia buổi triển lãm. Qua buổi triển lãm giúp tôi hiểu rõ hơn về sự nghiệp ra đời, phát triển của ngành công tác kỹ thuật. Ngành công tác kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp các cuộc chiến thắng của quân chủng. Triển lãm trưng bày một số hiện vật nổi bật như máy ảnh E-Sakta của đồng chí Trần Liên sử dụng chụp hình sóng nhiễu trên màn hình sóng radar phục vụ phát hiện máy bay địch. Kỷ niệm trương Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật được Đảng, Nhà nước trao tặng quân chủng phòng không không quân về nghiên cứu chống nhiễu trong cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc từ năm 1968 đến năm 1972. Hay những sáng kiến, những trang bị do chính những người lính thợ phòng không không quân sản xuất như máy hướng dẫn DHA-RB-8. Chiếc máy này do nhà máy A-40 thiết kế, chế tạo, dùng để hướng dẫn cho máy bay trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình, môi trường. Năm 2015, máy đã được triển khai sử dụng hiệu quả tại đảo Trường Sa lớn, phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu. Thiết bị DHA-8-RB này là một cái thiết bị dẫn hướng vô tuyến cho máy bay để cho máy bay về hạ cánh tại sân bay hoặc là bay đến những cái điểm định sẵn. Đây là một cái thiết bị do nhà máy A-40 chúng tôi thiết kế và sản xuất. Trước đây, quân chủng phòng không quân và sử dụng cái hệ thống dẫn hướng vô tuyến này của Liên Xô có tên là PAC-8 của Trung Quốc.
đến nay thì những cái thiết bị đấy nó cũng còn lạc hậu. Thế thì từ năm 2008 chúng tôi đã bắt đầu xúc tiến là cải tiến hiện đại hóa từng phần. Thế và đến 2015 thì chúng tôi đã sau những cái lần cải tiến từ phần nguồn, phần kích thích, phần phát, phần điều khiển trung tâm thì đến nay là chúng tôi đã hoàn chỉnh một cái thiết bị mà hoàn toàn là do Việt Nam thiết kế và sản xuất, và chúng tôi lấy cái tên là DHA8. Trong những năm qua, Quân chủng Phòng không Không quân được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, được đầu tư nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao. Ngành kỹ thuật đã chủ động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu suất chiến đấu các loại vũ khí trang bị hiện có, tiếp nhận, huấn luyện chuyển loại, khai thác sử dụng làm chủ các loại vũ khí trang bị thế hệ mới, bảo đảm kỹ thuật cho Bộ đội Phòng không Không quân thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, thực hành huấn luyện, diễn tập và nhiều nhiệm vụ đột xuất, cơ động chiến đấu trong mọi địa hình, thời tiết, góp phần quan trọng để củng cố và nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Với tình hiện nay, công tác bảo đảm kỹ thuật của quân chủng đứng trước yêu cầu rất lớn, nhất là công tác bảo đảm vật tư kỹ thuật và đặc biệt là vấn đề chuyển giao công nghệ. Ngành thuật quân chủng chúng tôi xác định rất rõ vấn đề đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo tính năng kỹ thuật, vũ khí tài trang bị, đấy là ưu tiên số 1. Ngoài ra phải tích cực xây dựng các quy trình công nghệ để trực tiếp đảm bảo vũ khí tài trang bị. Không như vậy, chúng tôi đã áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 901-2015 vào để nâng cao cái trình độ lực lượng quản lý và thực hiện theo các công nghệ kỹ thuật. Với các nhà máy là các trung tâm tuyến cuối, là cơ sở kỹ thuật nòng cốt, chúng tôi xác định rất rõ là các trung tâm khoa học để nghiên cứu, cải tiến và sửa chữa sản xuất vật tư đáp ứng yêu cầu sửa chữa vũ khí tài trang bị, và các cơ sở kỹ thuật thực sự là các đơn vị quân đội mẫu mực tiêu biểu đảng bộ trong sạch mạnh. Với truyền thống và những kết quả kinh nghiệm đã đạt được trong hơn 50 năm qua, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân và lực lượng kỹ thuật toàn quân chủng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân chủng tiến lên chính quy, hiện đại, quản lý bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong mọi tình huống.